Chúa cho đi, Chúa cho, Chúa lại đi, mình người muốn
sự lời bài ta sẽ ra biết nhận những cái ơn lành Thiên Chúa, còn những điều mà nó không tốt đến với chúng ta thì chúng ta lại không cảm chịu, thì chúng ta nên cảm nghĩ chúng ta trong cái giáng sinh này để không bao giờ chúng ta ban đặc biệt cho chúng ta để chúng ta có thể luôn luôn chấp nhận nghe cả